Rất nhiều những sinh viên vừa ra trường xong lại tiếp tục học MBA thì hoàn toàn không có một cái tác dụng gì hết. Mặc dù em chưa biết doanh nghiệp đó nó hoạt động sao luôn, em vẫn tin tưởng là em sẽ giúp doanh nghiệp cải tiến được quy trình. Nếu chúng ta không thông minh hơn, chúng ta đi sau thì bắt buộc chúng ta phải 996. Không sợ gì chỉ sợ mất trí. Trong công ty người không thể thay thế là không có ai. Về cái vấn đề này thì đối với một cái doanh nghiệp thì chúng ta phải xây dựng một cái văn hóa về teamwork, có nghĩa là không có một người anh hùng nào hết, ai cũng có thể thay thế. Đối với Asim Group thì chúng tôi xây dựng một cái văn hóa nó tích cực hơn, có nghĩa là ở vị trí của bạn, bạn đang làm tốt thì bạn vẫn phải luôn luôn chuẩn bị người thay thế mình để bạn có thể lên những vị trí cao hơn. Doanh nghiệp sẽ chết nếu như sự thay đổi, sự vận động bên trong doanh nghiệp đó chậm hơn sự thay đổi của bên ngoài. Nếu đôi bên cùng có lợi. Khi nhân viên của mình thiếu đi sự đam mê và làm việc như zombie, mà để có được sự đam mê của nhân viên thì chắc chắn chúng ta sẽ phải kết nối được cái sứ mạng và cái tầm nhìn của công ty đến công việc của từng người. Nếu như lãnh đạo làm không tốt cái việc đấy thì chắc chắn là nhân viên sẽ không thấy được cái lửa đam mê bên trong của mình.